mại này, chỗ này nhiều cây đẹp quá nhỉ. Xì này hay đấy. Vừa nãy tìm mãi mới thấy khu thương mại nó hóa ra là ở đằng sau. Ở đằng sau khu trưng bày Ninh Hiệp. Khu xì này hay đấy, nhưng mà búp nó chắc là cũng hồng hồng cánh sen thôi. Hồng cánh sen. Phôi chất đấy. Phôi chất. Cái thủ cái của nhà mình đúng không anh? Vâng ạ. Cái đấy bao tiền? Anh Huy ơi. Ôi. Anh hỏi cái đấy bao tiền ạ? Cái này. Rồi. Đây. 75 này. À xa. Ngọn này có này được nữa không bác? Cái đấy nó mới bị bỏ rồi cắt xuống để nó. Thủ đẹp quá nhỉ. 75 củ đấy. Giả. Chân đẹp quá. Chân đẹp. Đẹp đấy. À đây, số đây rồi. Đây này, làm đá đẹp. Cốt làm đá đẹp đi. Chợ chùa. Ôi sợ mẹ, khôi nó đẹp thế. Chà chà. Phôi chất này các bác này. Chỗ này nhiều cây đẹp đấy. Phôi nhưng mà toàn cây đẹp. Dã man. Hôm nay rồi luyện lên thì đem vào triển lãm kia thì tắt điện hết. Đẹp. Đây. Phôi này cảm xúc quá nhỉ. Phải thử một con thủ thôi. Cái tay này dị ghê. Phải thử cái thủ là các bác biết lượng sức này. 75 củ. Thì đây thì cái này thì nó phải vài lít. Đẹp, phôi đẹp quá. Rồi. Tuổi tác cũng mênh mông đấy. Đẹp thật. Bao nhiêu anh tài mà chưa sút được thì mình tuổi gì. Đẹp. Cốt đều còn cốt đẹp đấy. Đấy. Úi dồi. Khu thương mại còn mênh mông đằng kia các bác. Tôi vừa mới đây này. Ở trong kia là khu trưng bày nhá. Tọt ra cái ngách này là thương mại luôn. Hỏi sơ bộ một cây như thế xem là giá cả nó có thấp như mình nghĩ không. Kinh đấy, không phải là. Thấy anh em giao dịch mạnh lắm à. Đi chợ ở đây thì cũng ok đấy. Nhìn nhiều phôi đấy. Nhiều phôi chất. À đây. Đây này là cái cây, một cái cây mà trong những cái cây mà mình ngày xưa mình có hỏi giá. Đó là ngày xưa hình như là đâu đấy nó ở từ Thường Tín như vậy. Lúc đấy là cũng sao xuyến rồi đấy, cũng định sút rồi đấy. Bây giờ chắc nó phải tầm khoảng độ 2 đồng theo cái tiên đoán của mình. Đẹp. Đấy là mình thấy cái con này là mình thấy quen cảm xúc đấy. Cứ đi một lượt ra các bác nhá. Cái nào mà thấy ưng thì mình đỗ lại. Gian hàng này thì còn phôi lắm. Cái này thì nó bệ nó lại hơi quắp nhỉ. Xanh quê mà lá cũng đẹp đấy. Dáng đẹp đấy. Vai bên này hơi nặng. Vai bên này mà thoát tí nữa thì ok đấy. Chắc phải đẩy mạnh cái này ra. Của nhà mình rồi bác. Có bao tiền này. Ôi giời.
Bán được mấy cây rồi? Hả? 48 à? Bán được mấy cây rồi? Bán được vài cây. Bán hết rồi à? Bán được anh mấy cây? Mẹ mày nay biết thế chở mẹ sang nhỉ? Ăn đi. À? Mày mà cái này nó bớt bớt nặng tí thì đẹp quá nhỉ? Ui, nó cổ ra. Sáng đẹp đấy. Đây, đây toàn ui, hồng hồng mai đẹp quá. Yeah. Tưởng bé nhưng mà to đấy. 18 hay 19 này. Thế giá cũng 18 hay 19 hay sao? Giá chục triệu. Chục à? Thôi, ông nào đẹp. Ông nào khỏe một tay bây được. Hay đấy. Tròn chục à? Sau đẹp hơn. Ừ. Được đấy. Đấy à? Đẹp. Tròn chục. Đây à, em tích giang đây đúng không? Em này là bao tiền nhỉ? Cũng chục anh. Cũng chục. Dòng xanh quý đây. Già. Này yêu nhỉ? Nhiều hàng yêu thế. Ôi 27 khổ. Cũng quần quại đây nha. Đấy. Dáng dấp bình á. Cũng 27 triệu ấy. Nó còn thương lượng nhưng mà mà người lắp củ bán không? Không. Đấy. 15 củ về đấy luôn, chuyển tài khoản luôn. À đấy, tươi luôn đấy. Được, 15 củ đấy được. Quan trọng là hỏi không biết chủ có ok không? Trả, đã có người trả 15. Ôi giời. Hàng vách vách này thì không biết bao nhiêu. Của nhà mình từ đây lại à? Vách vách này thì bao nhiêu? Cũng 13, cũng hơn đồng. Ở nhà có cái chậu 20-30 lọt lọc đẹp vãi. Này khả năng vừa. Nhưng mỗi tội đéo có tiền mua. Đéo tiền mua. Thì mai mai phải mang mấy cây sang đây nhờ anh em. Này mình thay chậu nó mới đẹp. Bộ lại đấy. Cũng từ cục đất cất thành cục vàng đấy. Đẹp. Con này nhiều thịt nha. Con này bao tiền này? 5 xịch. Đẹp đấy. Đây vảy đẹp đấy nha. Từ đây hay là đây là cả thân ra đây. Đẹp đấy. Cái gì? Chỗ đẹp thế. Gớm cây à? Toàn anh em đây, cây này của ông em thì chả thấy nó biến mấy nhỉ? Còi còi cái gì? Cốt thì rất là dữ, cũng tiền trăm đấy. Tiếp tục đi lên trên. Độc vừng. Lâu lắm mình chưa dám múc cây nào rồi các bác. Vì từ đầu năm giờ dính nhiều phát. Ôi giời ơi quá các bác. Hết ốm thì đến hỏng nhà, sửa nhà. Nói chung là đầu năm nó dã cho mình chóng hết cả mặt. Vẫn cố để đi xem cây để cho nó thư thái. Cốt xì đẹp. Ui, quất. Cái này bao tiền đấy bác ơi? Bác chủ ơi. Bác cả ơi. Em hỏi giá cái này bao tiền? 55 triệu. 55 triệu.
30 phân. 55 triệu. Để đấy. Cây mà vẫn giữ giá là mình mừng. Sợ mua, sợ mình vỡ mồm một đống ở nhà. Tất nhiên nó càng ngày càng đẹp thôi, nhưng mình nó xuống giá thì mình buồn. Chứ tính kinh tế thì khó nói lắm. Đẹp đấy, cái này đẹp cả nhà này. Sạch sẽ. Cái này trồng nổi ra tí nữa thì ok quá. Cái này thì mình thích nhưng mà chắc không đủ tiền xơi rồi. Hiện tại không đủ tiền xơi. Thử hỏi bác xem sao. Nhiều cây lắm. Phôi quá thì cũng đã. Đây, mặt sau của nó đây. Thân, về phần thân nhánh thì có vẻ sạch, bệ của nó lại có vẻ hơi đuối đuối. Ai chà, kêu lại bán được cây rồi, chở lên xe rồi.